Bé Xuân Mai chật vật kiếm sống tại Mỹ, một nách ba con, thu nhập hạn chế. Ở tuổi 29, bé Xuân Mai chấp nhận từ bỏ hào quang ngày nào, trở về là một người vợ, người mẹ bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống của cô tại đất Mỹ lại khá chật vật, đặc biệt về kinh tế. Mới đây, nghệ sĩ Tuấn Cảnh, bố của thần đồng âm nhạc Xuân Mai, từng đình đám một thời, bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của con gái ở Mỹ. Theo ông, Xuân Mai hiện có cuộc sống khá vất vả, dù đang làm công việc tại ngân hàng ở bang Ohio, Mỹ, nhưng điều kiện kinh tế lại không mấy ổn định. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Tuấn Cảnh nói, tôi thương Xuân Mai vất vả vì tính nghệ sĩ, lấy chồng sớm, sinh nở nhiều, Mai một nách ba con, thu nhập hạn chế, chịu áp lực công việc ngân hàng, con không than vãn, tôi hỏi han cũng chỉ trả lời chung chung, để bố không lo lắng. Tôi hiểu tính Mai nên vẫn thường xuyên giúp đỡ, thấy con thiếu chỗ nào sẽ bù chỗ đó. Tết vừa rồi Xuân Mai về California chơi và thăm bố, nhân dịp này hai bố con tranh thủ thu âm vài ca khúc cho vui, gửi tặng khán giả gần xa. Ngoài ra hàng tuần cô cũng nhắn tin, gửi video các cháu cho ông ngoại xem. Các con của Xuân Mai nói tiếng Việt rất giỏi, dù sinh ra ở Mỹ. Mặc dù kinh tế có phần khá khó khăn, song đổi lại Xuân Mai có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Cô được chồng yêu thương cưng chiều, các con ngoan ngoãn vâng lời mẹ là điều mà bao người phụ nữ phải ao ước. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Xuân Mai nói bản thân rất may mắn khi có người chồng chân thành chịu khó biết quan tâm, chia sẻ công việc gia đình. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ ly hôn, ca sĩ cũng thường kết nối trò chuyện với chồng để có hôn nhân bền vững. Vợ chồng tôi luôn chia sẻ, nhường nhịn nhau nên lúc nào cũng hạnh phúc, nữ ca sĩ nói. Xuân Mai và ông xã đều làm việc ngành ngân hàng. Khi tan làm, gia đình cô đi chợ mua sắm, quây quần, vui vẻ bên nhau. Trong những kỳ nghỉ, Xuân Mai sẽ cùng chồng con và mẹ ruột đi du lịch, nghỉ dưỡng ở các bang của Mỹ. Năm 2015, Xuân Mai khiến khán giả bất ngờ khi công bố lên xe hoa. Từ khi kết hôn, cô sống bình lặng, cuộc sống không bon chen. Hiện cô làm mẹ ba con ở tuổi 29, con trai lớn của Xuân Mai năm nay 8 tuổi, con trai thứ 6 tuổi, con út 5 tuổi là bé gái. Trên trang cá nhân, Xuân Mai thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình nhỏ tại Mỹ. Xuân Mai không còn theo nghề ca hát, dành thời gian chăm gia đình. Nói về lý do sinh con liên tiếp, cô cho biết hai vợ chồng, các bé có độ tuổi gần nhau cũng tạo nên nhiều kỷ niệm gần gũi đáng yêu. Trong giai đoạn chăm con nhỏ, Xuân Mai nhờ vào sự hỗ trợ của mẹ ruột nên đỡ được nhiều áp lực. Thi thoảng Xuân Mai mở video hồi nhỏ của cô cho các con nghe. Con trai lớn thích nghe các ca khúc tiếng Việt, hát theo video ca nhạc của mẹ. Xuân Mai sinh năm 95 trong một gia đình nghệ thuật, do được tiếp xúc với âm nhạc từ bé nên cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, thế nên bố mẹ cũng tạo điều kiện cho Xuân Mai phát triển tài năng. Khi mới 2 tuổi, xuyên suốt sự nghiệp, Xuân Mai ra mắt 30 album riêng và chung. Bài hát được yêu thích và bán chạy nhất của cô là Con Cò Bé Bé. Thời kỳ đỉnh cao, Xuân Mai nổi tiếng đến mức khi đi ghi hình, cô bé luôn được khán giả vây quanh, có người còn chạy theo xe khi đoàn di chuyển sang địa điểm mới. Dù biết bản thân rất nổi tiếng, nhưng cô bé vẫn luôn giữ thái độ thân thiện, hay cười và sợ làm người khác buồn. Tuy nhiên khi đang nổi như cồn tại Việt Nam, Xuân Mai được gia đình đưa sang Mỹ vào năm 7 tuổi để học tập sinh sống. Kể từ sau đó, dù liên tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng không còn tạo được hiệu ứng trong lòng khán giả. Sau đó Xuân Mai quyết định tập trung học hành. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một ngân hàng, tiến đến hôn nhân, có tổ ấm.